từng ngày dài lặng thầm trôi qua, có ai hỏi vì sao? Đời một màu buồn dần trôi qua, có ai hỏi vì sao? Còn lại một mình đời trôi qua vô vị làm sao? Ước mơ một mình mới kém vui làm sao? Chẳng còn buồn từ ngày mình coi nhau như bạn. Chẳng điều gì làm phiền chuyện tôi yêu thương bạn. Chẳng còn khoảng trời nào chỉ mơ tay quên chạm. Ném hết đi những ưu phiền kém hoa. Trà xanh không độ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Gẹo, bố em hút rất nhiều thuốc, mẹ em khóc bất lợi nhòa. Bố em thì đi lại, còn mẹ em thì gọi điện đến từng nhà. Nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả. Chỉ vỏn vẹn và bánh giấy, đừng lo đem mấy con đi chơi xa. Mai ơi. Gì vậy má? Hôm qua má hoạt động mạnh mẽ quá, hôm nay đuối sức à? Em không ngủ được. Sao lại không ngủ được? Sợ. Sao lại sợ? Sợ. Sợ cái gì? Hôm qua em gặp ma đấy. Ma em gặp ở đâu? Tất cả là tại chị. Ma ở chỗ nhà chị. Ma trong nhà chị á? Không phải ma ở trong nhà chị, nhưng mà nó ở khu nhà chị, cái nhà cuối hành lang ấy. Lại là căn nhà đấy. Thế là căn nhà đấy có ma rồi à? Em kể chuyện của em trước đi. Hôm qua lúc mà em ở nhà chị ra ấy, xong thì công nhận cơm nhà Thảo Mai ngon, Mai chan tiếp. Bè bị căng thẳng mệt mỏi, đã có trà xanh không độ được làm từ những lá trà xanh Thái Nguyên, giữ nguyên tinh chất EGCG cùng vị chanh thanh mát, giúp bạn thật sự sảng khoái, dâng trào cảm hứng sáng tạo. Trà xanh không độ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Em ơi, kinh thế. Em bịa chuyện đúng không? Không, em thề. Em thề em mà đi ôm làm con chó. Hôm qua em còn ướt cái quần, em chạy về giờ kịp ý. Thôi xong rồi. Thế thì đúng là có thật rồi. Là sao? Dạo gần đây ý, chị nghe mấy bà trong chung cư của chị có kể một câu chuyện. Cách đây 30 năm, khi căn hộ chung cư vừa mới được xây lên, có một đôi vợ chồng nọ vừa cưới nhau được một tháng thì dọn về ở. Ở được đúng một ngày thì xảy ra cãi vã. Đêm hôm đấy anh chồng về nhà, cơn ghen vẫn đang hừng hực. Anh ta xông vào giường vợ, trên tay lăm lăm một con dao. Và sau đấy, phắc, đứt lìa đầu và chị vợ. Sau đấy anh ấy tự kết liễu đời mình luôn. Mà còn điểm này mới kinh khủng cơ. Cái ngày mà hai vợ chồng ấy chết đi, đúng vào ngày trăng rằm. Eo ơi, kinh thế. Mà hôm qua em sang nhà chị ăn rằm mà. Không lẽ cái hồn ma mà trêu em hôm qua xong còn đập vào vai em á, chính là hồn ma của cô vợ? Chưa chắc đâu, cũng thể là ông chồng. Bởi vì có người còn bảo nhìn thấy hai con ma xuất hiện cùng một lúc. Câu chuyện đó là we'll be right back.
sau đấy bà thím kia phải đi lên bệnh viện điều trị tâm lý đúng một tháng. Ôi, với tình trạng này kiểu gì em cũng bị mất ngủ triền miên, dẫn đến bệnh tâm lý. Suy ra là em mắc bệnh tâm thần. Chiều nay em phải đi châu quỳ rồi Thảo Mai ơi. Đi mẹ, mẹ đừng có suy diễn nữa. Thảo Mai, Thảo Mai ơi. Cái gì đấy, sao tự dưng mặt hốt hoảng như vừa gặp ma thế? Ma, có ma thật, con ma này trong khu chung cư nhà bà đấy. Anh cũng gặp ma giống em à? Không, anh không gặp đâu. Thế ai gặp kể nhanh. Ui, nói đến chuyện này tôi cảm thấy nó cũng mông lung như một trò đùa ấy. Sáng nay nhá, tôi lang thang trên Facebook, thả mình lạc trôi vào những cái dòng status. Tôi bỏ qua, đi vào trọng tâm nhanh. Bà cứ để yên tôi giải thích đây này. Hôm nay tôi đang thả mình lạc trôi trên những dòng status trên mạng ấy, thì tôi gặp đúng cái dòng trạng thái của thằng này. Nó mới đặt cọc tiền để mua lại một căn hộ trong khu chung cư mà bà đang ở ấy. Và đêm hôm đó thì là máu. Lốt vừa vừa thôi, trời ơi. Mày đứa đừng có kể nữa. Tối nay anh phải ngủ trong căn nhà đó đấy. Tại sao anh lại phải ngủ trong nhà đấy? Quên đặt cọc tiền mua nhà rồi. Anh chị bị điên à? Căn nhà đấy có ma đấy. Có ma đâu, không ngủ được đâu. Thế mọi người nghĩ rằng cô ấy không biết chuyện có ma trước khi mua căn nhà? Sợ biết có ma mà vẫn ở anh. Còn sao nữa, vì nó rẻ. Ai cả Quyên. Hôm qua anh với Quyên vừa mới đi xem căn nhà xong. Anh vào trong căn nhà đấy rồi á? Đi xem nhà thì không vào nhà thì xem cái gì hả má nội? Bên trong nó có cái gì? Bên trong thì cũng thoáng mát, nhưng mà lạnh lẽo lắm. Đồ đạc thì có mỗi bộ ghế mây cũ, rồi tủ với tivi cũng cũ. Đặc biệt bà chủ nhà mặc nguyên một cảnh đen, trông rất dị. Dị như nào, kể lại em nghe. Như này. Phòng này cũng khá giống phòng Thảo Mai đấy. Nhà Thảo Mai đằng này này. Thật á? Ừ. Sau này em sẽ là hàng xóm của cô ấy đấy. Ý em là sao? Em định mua nhà này. Này, nhà này mọi người bảo rẻ lắm. Nhưng mà em ơi, anh thấy cái nhà này tà khí nó mạnh quá. Cái lạnh người từ nãy giờ ấy. Thì nhà này mọi người đồn là có ma mà anh không biết à? Cái gì? Có ma tại sao em vẫn mua? Mà nó rẻ. Trời ạ, với cả em không tin có ma quỷ thời này đâu. Dòm gì? Vào đây nào. Hai cháu cứ xem nhà thoải mái đi. Cô chủ nhà nhìn hiền nhở. Cô, nhà này cô bán chính xác là bao nhiêu ạ? Nhà này có bán 1,5 tỷ cháu ạ. Giá gần như cho rồi. Vậy thì quyết đi cô. Cháu sẽ lấy căn nhà này. Cô cho cháu 1 tuần để thu xếp tiền, rồi cháu quay lại đây được không? Không, nếu cháu đồng ý thì cháu phải đặt cọc trước cho cô mấy phần trăm đi. Còn bao giờ cháu lo được đủ tiền thì cô cháu mình gặp nhau lúc bây giờ để làm hợp đồng, cô sẽ giao nhà cho cháu. Không sao, cháu sẽ đặt cho cô trước 2% nhá. Này, này, sao em quyết định vội thế? Vội cái gì mà vội, không nhanh á, người ta mua mất đấy anh. Nhà rẻ như này cơ mà. Nhưng mà nhà này có ma. Không nhịn gì hết. Cô ơi, nhà này cô cũng không ở đúng không ạ? Ừ, cô không ở. Vậy thì cô có thể cho cháu chuyển trước một ít đồ trước đến đây đúng không ạ? Được, cháu cứ chuyển đến. Vâng, cháu cảm ơn cô. Mà đen cho anh nữa là tối hôm nay anh phải ngủ ở đấy để trông đồ cho cô ấy. Chúc mừng anh. Đêm nay mà anh có đi theo hai con ma kia thì bọn em sẽ nhớ thắp hương cho anh. Đại ca cứ yên tâm. Thi thể đại ca bọn em sẽ gói ghém thật là sạch sẽ, trong cái quan tài thật là đẹp đẽ, rồi gửi đại ca lên Tuyệt Tình Cốc cho nó lãng mạn. Em bị dở hơi à? Tuyệt Tình Cốc bao nhiêu gái xinh người ta còn chả thèm ngắm thì thôi. Nhìn cái lão này xem, giống quầy gỗ mút dở. Và vớ vẩn. Trên đời làm gì có ma. Hay là tối nay mấy đứa sang đấy ngủ với anh nhá. Đừng có mơ lên. Lêu lêu. Thật điên. Vớ vẩn. Anh đã bảo rồi, trên đời không có ma đâu, đừng tin vào cái lời đồn. Không là không. Ông Sàng thôi, người ta ngủ mình. Như Quyên nói nhá, trên đời này làm gì có ma. Sao phải sợ?
Sao phải xoắn? Để rồi xem. Tối lại ướt cả quần. Hay là em ở lại với anh đi. À, em đừng hiểu lầm nhé. Mặc dù là chúng mình ở chung một căn nhà, nhưng mà chúng mình sẽ không làm gì nhau đâu. Chỉ có ngồi tán phét hết đêm thôi. Anh sợ ma chứ gì? Anh sợ ma à? Còn lâu. Thôi đi, em biết thừa. Hồi bé cũng sợ ma, nhưng mà bây giờ hết rồi. Anh đã bảo là anh không sợ rồi mà. Thế anh không sợ, em kể cho anh chuyện cười này nhá. Bây giờ anh cũng chả muốn nghe chuyện cười đâu. Không được, anh phải nghe. Em kể thế này. Ở trong một nghĩa địa nọ, có hai con ma đang ngồi hút xì xả. Ở gần đó có một đôi tình nhân ở trong ô tô Toyota đang ngồi ấy ấy. Hai con ma vừa thò mặt ra một cái, đôi tình nhân chạy mất dép. Chúng trèo lên xe và quyết định không biết tối nay nên đi bar hay là đi chơi xa nhở. Và bỗng dưng một con ma chạy tọt vào trong nghĩa địa. Nó quay lại mang theo hai chiếc bia mộ. Con ma kia mới hỏi: ơ, thế mày mang bia mộ đi ra đây làm gì? Con ma còn lại trả lời: mày ngu thế, mang bia mộ đi để làm giấy tờ tùy thân, không nhỡ công an hỏi thì làm sao? Đỡ sợ chưa? Mà anh có sợ đâu, anh có sợ đâu. Thật không đây? Thật. Này, hay tối nay ngủ lại với anh nhá, anh hứa không làm gì em đâu. Anh á, mà làm gì thì á, có cho kẹo anh cũng không dám làm gì. Nhưng mà em không ở đây được. Em chả bảo với anh mấy hôm trước, hôm nay nhà giờ họp gia đình còn gì nữa. Ờ nhờ. Thôi, ở đây trông món đồ giúp em nhá. Toàn những đồ em yêu quý đấy. Mạng sống anh còn chưa lo được, lại bảo đi trông đồ chỗ em. Này, em không biết đâu, anh phải giúp em đấy. Em cứ tin được anh. Dù có thịt nát xương tan, anh cũng bảo vệ tất cả những món đồ yêu quý của em. Được, em tin được anh. Vậy em đi về nhá. Để anh tiễn. Đặt một lần trong tay niềm tin đi xem đời làm sao. Ước mơ chung đi tan cho ta xem ta thế nào.